Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Bichi, là chủ của shop LTH Buy. Thì hôm nay mình sẽ review về một sản phẩm mà mình cực kỳ thích. Đó là collagen và vitamin C 2 trong 1. Thì collagen này có 4 công dụng, 4 cái lợi ích rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Thứ nhất là về da, thứ hai là về tóc, thứ ba là nó sẽ tạo cho mình có những cái lợi khuẩn và sức đề kháng tốt để chống lại những cái bệnh tật vặt, ví dụ như là cảm sốt. Thứ tư là chắc xương và bôi trơn được sụn. Đây, thì collagen chiếm 70% trong cấu trúc của da. Nó sẽ giúp da của chúng ta là khỏe hơn, đẹp, mềm mịn, sáng bóng hơn. Và tóc thì nó sẽ giúp, collagen sẽ giúp là tuần hoàn máu tốt hơn, đưa máu từ từ trong cơ thể lên trên não, sẽ nuôi tóc, làm cho tóc không có bị gãy rụng hay là bị chẻ ngọn, thì tóc sẽ mềm và suôn mượt hơn. Còn về tăng các hệ miễn dịch, là collagen là một cái môi trường, là một cái chất xúc tác rất là tốt để cho các lợi khuẩn phát triển và hoạt động. Từ đó thì chúng ta sẽ có một sức đề kháng tốt, chống lại các bệnh tật nha. Và thứ tư nữa đó là collagen là một trong những cái thành phần rất là cần thiết cho xương và sụn. Nó chiếm đến 80% trong sụn và xương khớp, thì nó sẽ giúp xương chắc khỏe, còn sụn thì nó sẽ bôi trơn các khớp, ví dụ như là khuỷu tay, khớp gối, thì khi chúng ta hoạt động thì sẽ không bị đau hoặc là bị nhức. Collagen này một ngày như vậy thì chúng ta nạp từ 5.000 đến 10.000 mg tùy theo tình trạng của chúng ta và độ tuổi. Ví dụ như cái độ tuổi mà cần collagen là từ 25 tuổi trở lên, nhưng mà chúng ta nên nạp collagen từ lúc 19 tuổi, để mà khi cái lúc 25 tuổi á, chúng ta lượng collagen nó sản xuất ra ít, nó sản sinh ra ít hơn, thì chúng ta có để mà nạp vào, bổ sung vào, thì cơ thể của chúng ta luôn khỏe mạnh. Và nhất là chị em phụ nữ và nam giới bây giờ thì nói chung là các anh trai thì cũng rất là thích làm đẹp, nên là ai cũng cần nạp collagen. Ví dụ như những người mà bị thâm nám nhiều nè, độ tuổi càng lớn á, thì chúng ta tăng cái lượng collagen lên từ 10.000 đến 15.000 mg mỗi ngày. Và chúng ta uống collagen tốt nhất là trước khi đi ngủ 30 phút là chúng ta uống collagen tốt nhất. Đó là cái thời điểm vàng để chúng ta nạp collagen vào trong người, sẽ giúp cho collagen hấp thụ được triệt để hơn. Và cái hũ này, như các bạn cũng đã thấy, là collagen sẽ mix với vitamin C. Tại vì sao? Tại vì vitamin C là chất xúc tác để sản sinh ra collagen và giúp collagen hấp thụ một cách tốt nhất. Nên khi mà chúng ta nạp vitamin C cùng với collagen thì cái hiệu quả của collagen sẽ được triệt để hơn nha. Còn như các bạn cũng biết thì vitamin C rất là tốt, ví dụ như chúng ta sẽ uống nước cam, các loại trái cây thì nó sẽ giúp chúng ta đẹp da hơn. Đó là tác dụng của vitamin C. Vitamin C thì cũng tuyệt vời rồi nha. Trong cái hũ này thì nó mix giữa hai cái là rất là hoàn hảo nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui nha. Trời ơi, thích lắm, thích uống cái này lắm, nó đẹp và nói chung là uống cho nó đẹp. Da của mình thì không có được trắng nhưng mà nói chung là khỏe. Nó là da ngâm thôi, mình là da ngâm không có được khỏe. Bạn quay ơi, cho mình xin cái gì nhỏ nhỏ ở dưới kia đi, để mà mình nằm cái này với. Có cái gì nhỏ nhỏ không bạn ơi? Cái này hả? Rồi, ok. Không có mất tay. Cái này là mùi đào nha. Thay vì uống trà đào thì các bạn uống collagen đào. Nó sẽ có một cái muỗng như thế này. Một lần như vậy thì chúng ta nên uống 2 muỗng nha. Cái bột nó rất là mịn nè. Đó, không có bị vón cục đâu. Có rất nhiều dạng dạng collagen, như là bột nè. Dạng bột này thì hòa tan với nước, mà nói chung là hòa tan nhiều nước đi, uống cho nó ngon.
dạng viên. Thì chúng ta uống với nhiều nước để nó sẽ tăng khả năng hấp thụ. Với lại là có một dạng nữa, đó là dạng nước thì chúng ta lắc đều. Một lần như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng 2 muỗng nha. Chắc đổ thêm một tí nước. 2 muỗng như vậy là gần 10.000mg rồi đó. Đây mình uống một ít thôi. Còn thời gian vàng để mà sử dụng collagen là trước khi đi ngủ 30 phút sẽ giúp collagen hấp thụ tốt hơn. Và chúng ta xây dựng một cuộc sống rất là healthy, chơi thể thao nè, ăn uống lành mạnh, không có dầu mỡ, muối nhiều, uống collagen, các vitamin omega 3. Đây. Cái này là hương gì ta? Hương đào đúng không? Đó. Uống thử nha. Rất là thơm. Good. Cảm ơn mọi người đã xem video clip ngày hôm nay. Chào tạm biệt.